Chào các bác nhá. Chào mừng anh em quay lại TV của shop bán hàng online chuyên về phụ kiện ngành ong nhá, phụ kiện dụng cụ nuôi ong. Như các bác quan sát này, rất là nhiều đồ, đủ thứ luôn. Chân tầng này, quản chúa, bình xịt khói, máng cho ăn, rồi lưới chắn chúa, nói chung là nhiều thứ lắm. Trong clip hôm nay thì muốn giới thiệu cụ thể cho các bác, chi tiết cho các bác và cái mẫu gọi là cái mũ bảo hộ bắt ong, mũ bảo hộ nuôi ong hay là mũ bảo hộ để khai thác mật, làm ong mật nhé. Cái mũ này gọi là mũ cao bồi. Hàng có khá là nhiều đấy, mấy trăm cái các bác nhé. Hàng thì cách đặt hàng rất là đơn giản, các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà tôi đã ghi trên màn hình. Giá tiền báo cho các bác luôn, đó là 160.000, đã bao gồm cả phí ship rồi và tận nhà rồi. Thì tôi giới thiệu chi tiết cho các bác và cái mũ này nhé. Cái mũ này nguồn gốc xuất xứ đó là chuẩn chỉ Trung Quốc, các bác này, Made in China. Đấy. Thì Trung Quốc là cái nôi chuyên những cái hàng phụ kiện cho ngành ong. Đấy. Thì cái mũ này ấy, là các bác quan sát nhá, ở phía trên này nó đan được bằng những cái sợi này gần như là sợi dù ấy, sợi vải nhá. Đấy. Nó có ô thoáng như thế này ấy, là gió thổi sẽ luồn qua này, là nó thoáng, nó mát. Và nó may theo kiểu phong cách, đó là mũ của dân cao bồi. Đấy, mũ cao bồi. Đấy, may theo kiểu phong cách như này, rất là đẹp. Và trên này là thoáng này. Và chống, nó khá là dày đấy. Nói chung là chống ong tiêm được. Qua, ong không tiêm qua được nhé. Đối với các bác dùng ong mật thôi. Phía sau này nó có một cái quai này, các bác để các bác có thể treo này. Còn về kết cấu lưới nhé. Cái lưới phía trước này là bằng sợi này, gọi là bằng sợi nhựa đấy. Sợi nhựa rất là dai, chứ không phải là sợi lưới bình thường đâu, sợi lưới nhựa rất là dai. Và màu của nó là màu đen, có nghĩa là màu tàn hình, để giúp cho các bác quan sát nó được trong, được nét hơn. Đấy, sợi cước này là giúp cho các bác bền hơn. Thế còn lưới chung quanh này là bằng vải dù này, vải dù dập ô mắt cáo. Đấy, các bác quan sát này, ô mắt cáo tròn, vải dù ô mắt cá đào. Đây là chống cho ong không chui vào được. Và tất cả những cái đường may giáp mí ấy, là được may đôi luôn bằng một cái vải trắng ốp vào đây, may ra hai phía để nó giấu cố mà những cái chỗ tiếp xúc vào nhau ấy, cả đây này, nó giấu cái chỗ mà nối giữa lưới đen và lưới màu xám này. Cái này nó màu ghi vàng, nó giống như cái màu mũ này luôn. Đó, cái mũ này gọi là mũ cao bồi phong cách, rất là đẹp nhé. Vành thì khá là chắc chắn. Cái vành trên này ấy, là ăn theo cái vành của chiếc mũ, đan theo vành chiếc mũ này. Các bác có thể hơi bấn cong một chút để tạo ra cái phong cách hơn. Còn vành dưới này là bằng sắt này. Đấy, bằng sắt có độ đàn hồi rất là tốt. Và cái lưới cũng rất là dài, chùm cả dưới nữa. Và phần dưới cùng này là cái vòng dây thun để nó sẽ giữ vào cổ cho mình để chống ong chui. Cái hàng này ấy, nó là hàng loại 1. Thì cái dây đeo này là dây đeo bản to này, và có móc cơ động cho mình nhé, để mình dễ. Bây giờ tôi sẽ đội thử cho các bác để các bác xem nhé. Quan trọng nhất, ưu điểm nữa là nó, cái mũ này nó có quai ở trong. Thì khi các bác đội vào đây, đội vào nhé. Đấy. Đội vào thì các bác sẽ siết quai cho nó vừa với cầm của mình. Đấy. Thì có nghĩa là cái mũ này sẽ im với đầu của mình. Khi các bác di chuyển là cái mũ nó không bị sọc sạch, cúi hay nọ kia, là rất là im ái. Và thứ hai nữa, cái chế độ đeo này, cái dây này ấy, là nó sẽ vòng ra phía sau, các bác vắt ra phía sau này, đeo dưới nách mình rồi. Đeo dưới nách mình thì trên này là cái dây có móc cơ động đây rồi, các bác móc lên phía trước này nó có một cái vòng chờ sẵn đây này. Đấy, vòng đai sắt chờ sẵn đây. Đấy, các bác quan sát này. Thì các bác móc vào đây. Thì cái này ấy, là độ kéo rất là tốt nhé. Bên này nữa, hai vòng hai bên khuy. Đây, các bác quan sát này, móc này nhé, móc vào đây thì nó kéo rất là tốt. Các bác quan sát nhé, cái viền dưới này nó rất là ôm lấy ngực của mình này, để cho nó kín, để cho nó khít, và cái dây đỡ, nó không có bồng lên. Và các bác quan sát phía sau lưng này cũng vậy. Đấy. Chỗ này
Khi cái này các bác mặc cái áo mà áo cổ dài ấy, đấy cái này nó thú ra ngoài cổ đây, là rất là ôm sát với lại người như vai của mình, là bảo kín, không có chỗ nào cho ông chui. Và làm thì nó là im rồi, nó không bị sọc sạch. Và cái lưới phía trước này là lưới, màu tàng hình đấy, nhìn rất là dễ trong. Thì đây là gọi là cái mẫu mũ cao bồi, hàng cao cấp các bác nhé, cao bồi hàng cao cấp. Thì giá tiền của nó như tôi đã thông báo rồi đấy là 160.000, bao gồm cả cước phí rồi. Đó, các bác lưu ý nhé, hàng này hàng loại một chuẩn chỉ như vậy. Đấy, quay đeo này, tháo ra, có quay, cái quay ra ở cầm mình nhả xuống. Cái quan trọng nhất cái mũ này, đó là cái thống dây dưới này, khi nó quàng qua vai của mình là nó kéo cái hệ thống vành này, chun này xuống để nó ôm sát vào ngực, ôm sát vào cổ của mình, là độ kín nó sẽ cao hơn, an toàn hơn cho các bác. Và đặc biệt cái mũ ở trên thì là chất liệu thoáng mát, các bác đội cái mũ này thì vừa đi làm vừa đẹp vừa phong cách luôn, đủ các thứ luôn, đủ các 2-3 chức năng trong một luôn nhé. Đấy, đây là cái mũ cao bồi thì số lượng hàng rất là nhiều nhá. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop theo số điện thoại mà tôi đã ghi trên màn hình nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cho người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé. Đấy, đây các bác quan sát kỹ giúp tôi này. Đấy, nhá. Và chất liệu vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại tôi đã gắn trên màn hình nhé. Còn rất nhiều các vật tư và phụ kiện nuôi ong khác nhá. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.